Vì xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân. Hôm nay là mùng 9 Tết rồi, các cô các chị dành những cành đào đẹp nhất để mùa xuân rồi. Hôm nay mang ra bán. Và bông đào đỏ thắm quý vị. Và đầu năm hôm nay em đi qua đây em mới thấy các chị bán nhiều đào này, em tưởng hết rồi. Và mai này không thần tài. Và đến rằm mới hết đúng không ạ? Một hoa đẹp quá quý vị. Các chị có chia sẻ là đến rằm mới hết đào quý vị, nên quý vị và các bạn có chọn đào thì tranh thủ. Việt đang ở ngã ba Âu Cơ và đường Xuân Diệu quý vị và các bạn. Kia Việt thấy có một cô đã mua được rồi, Việt sẽ hỏi và gửi tới quý vị và các bạn. Cô đào đẹp thế. Chị ơi, cành này bao tiền đấy ạ? 150 một cành à? Wow, 150 một cành. Dạ. Wow. Thế này thì cái này các chị, cái này đủ thịt phân không? Wow, chị mua hai cành luôn, hai cành này 300 luôn à? Vâng, chúc mừng chị nhá. Dạ. Thôi bán lấy tiền phân. Ấy quý vị và các bạn có mua đào chơi xuân mà về thấy rất rẻ. Việt tưởng là ra Tết rồi thì cũng hết mất đào rồi, nhưng mà hôm nay Việt xuống thì Việt thấy còn rất nhiều. Các cô các chị nói là đến 10 rằm thì mới hết. Gốc này to lắm quý vị và các bạn. Tết phải 500 một cành này đấy. Đúng rồi, Tết 500. Vâng. Nếu mà chiều chiều tối mua thì cũng phải 450. Tết chả nở cho mà bán. Tết chả nở cho mà bán. Đúng rồi. Và đỏ thắm kìa, những bông đào. Bông đào Nhật Tân xịn quý vị. Đào có màu sắc đỏ thắm, rất đẹp. Đất trồng đào Nhật Tân xịn. Đào này là đào bích. Và chị làm hai cành luôn. Về đấy ở đây còn rất nhiều cô chú. Giải phóng vườn. Đẹp quá. Cành đào cô màu đẹp thế. Mời quý vị và các bạn thưởng thức những bông hoa đào. Rất đẹp. Anh ơi, mua đào chơi nhá ơi.
cô mua 60.000 cành đào. Chúc mừng cô. Vâng, 60.000. Quá rẻ quý vị. Nhà vườn bán về mua phân thôi. Wow, để thấy cành này cũng đẹp. Cành này chị đang cởi dây ra. Wow. Wow. Các bạn thấy chưa? Và quá to đẹp. Wow. Đúng rồi. Nếu mà khoảng 27-28 Tết cành này phải hơn triệu. Không, năm nay thì hơn triệu, các năm khác thì về khoảng 2 triệu. Wow, quý vị và các bạn thấy. Rực rỡ cả một bầu trời. Thời tiết Hà Nội hôm nay rất đẹp quý vị, từ sáng giờ thì không có mưa. Nhưng mà trời hơi lạnh, nếu quý vị đi xe thì hơi buốt một chút. Wow. Đẹp, nhìn đã nhỉ, nhìn đã mắt rồi. Wow. Wow. Quá đẹp. Rồi. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí của mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý vị và các bạn bấm vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh của mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Mùa xuân hôm nay không có mưa quý vị và các bạn, thời tiết khô. Hôm qua thì mưa cả ngày, cảm giác đường lớp nhớp rất bẩn. Cô chú cũng đang chọn cho mình những cành đào về chơi mùa xuân. Đào vét đào cuối năm. Đào vét đào cuối năm. Wow. 40 cành đào quý vị. Ngày mai là vía thần tài được ạ. Và wow. 40.000 cành đào. Rẻ. Đầu năm có khác. Và các chị bán lấy tiền phân đúng không?
cô chú mua 40.000 quý vị, chơi thần tài. Và chúc mừng chú. Dạ. Và đào Nhật Tân xịn. Và người này thích cái này cho. Vâng đúng rồi. Sáng anh mở hàng cho cô thì... À đấy à, sáng chú mua rồi. À, sáng mua rồi mở hàng. À đấy à, chúc mừng cô chú. Ôi như... Nhưng mà cành to nó bây giờ chị chào giá bao nhiêu? Bây giờ 400. Thế à? Chưa được 400 quý vị và các bạn. Đúng rồi. Trông cái tay nó to lắm. Chính xác, cởi hết ra to lắm, to về tầm 1,5 m đấy. Như quý vị các bạn đấy, nụ nhiều. Cô ơi, mua đào cô ơi, đào rẻ. Cô chú sáng mua rồi, bây giờ đại gia ủng hộ tiếp quý vị, đào rẻ quá. Cô chú bảo mua về đi cho. Thú vui chơi xuân giá rất là mềm. Quý vị và các bạn có chơi hoa mùa xuân thì hãy tới ủng hộ các chị, vì thấy là rẻ lắm rồi. Đào lê. Vâng. Dạ. Vâng. Vừa đào vừa lê. Mời quý vị và các bạn đi phía trên chợ, xong Việt sẽ dừng clip. Trên này Việt thấy cũng rất nhiều quý vị. Lâu lắm rồi, từ hôm Tết giờ Việt không lên chợ Quảng An để ghi hình gửi tới quý vị và các bạn. Bông hoa đào đẹp quá. Gần 3 đầu ngón tay của Việt. Wow, ở đây còn rất nhiều quý vị. Đây. Một ngã ba quen thuộc, Việt hay gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh. Rất đẹp quý vị. Từ Tết hôm nay Việt về xuống chợ Quảng An.
hòn đảo rất đẹp. Việt cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng khu chợ hoa Quảng An. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân tươi trẻ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hoa đào chơi xuân thì hãy tới chợ Quảng An. Việt thấy một số cành đào nở muộn vẫn đang chờ quý vị tới chọn để về chơi xuân, và giá thì rất mềm quý vị và các bạn, so với cuối năm thì giá rất mềm, hoa đẹp. Rất đẹp. Việt sẽ dừng clip ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.